Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe taxi tại thành phố Hồ Chí Minh đang ôm mặt khóc nức nở vì chở hành khách nghi nhiễm COVID-19. Đoạn clip đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người. Theo đó, tài xế taxi vẫn còn đang ngồi trên xe, đeo khẩu trang và quay clip kể: khách ngồi xuống có nguy cơ nhiễm COVID-19, khách bị sốt trên xe của mình, giờ không thể về được, giờ đợi chiều có kết quả âm tính người ta mới báo, còn dương tính thì phải đi cách ly, không được về nhà. Giờ ngồi phơi nắng trên xe giữ xe, người ta sốt không cho người ta ở lại còn kêu đi taxi nữa, không biết ăn uống cái gì nữa đây, chiều nay mới biết kết quả. Ngay dưới phần bình luận, tài xế cho biết thêm, anh vừa nhận chở khách từ bệnh viện quận 8 chuyển sang bệnh viện quân y quận 7 tại đường Nguyễn Trãi, quận 5. Khi khách lên xe, anh nghĩ đây là trường hợp chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác nên không sao. Nhưng ngay sau đó, khách sốt cho nên bệnh viện đã yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Trong thời gian này, tài xế chủ động ngồi cách ly trên xe, không tiếp xúc với bất kỳ ai để chờ kết quả xét nghiệm. Trước đó, theo quy định, sau mỗi chuyến xe, tài xế đều thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang xuyên suốt hành trình, mở cửa kính và không mở điều hòa để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Chiều nay mới biết kết quả. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ mọi người. Mong rằng dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi, đời sống của người dân sẽ trở về nhịp sống như ban đầu. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!